Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Gia đình Tài Tử. Và ngày hôm nay sẽ là những giây phút hết sức quý báu với những thành viên trong gia đình. Trước khi gặp gỡ hai gia đình thí sinh ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ ban giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, Phó trưởng khoa âm nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, ca sĩ Nam Khánh. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hướng về màn hình với gia đình đầu tiên. Hôm nay, chương trình Gia đình Tài Tử đang có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và vị sứ giả của chuyến xe hạnh phúc hôm nay là Lan Phương. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Gia đình Tài Tử, và Lan Phương sẽ dẫn quý vị khán giả đến thăm gia đình chị Lan Anh và để xem là thử thách của chương trình dành cho gia đình họ là gì nhé. Xin mời. Gia đình mà sứ giả chương trình đến trao thử thách hôm nay là gia đình của chị Nguyễn Thị Lan Anh, 48 tuổi. Cùng với những người thân bao gồm cô ruột là Bùi Thiên Tân, 72 tuổi, chồng chị Lan Anh là Trần Văn Hiển, 48 tuổi, các con Trần Chí Sơn, 24 tuổi, Trần Khôi Nguyên, 26 tuổi, Trần Diệu Xuân Ân, 12 tuổi. Ngoài ra còn có cháu trai là Nguyễn Lê Dũng, 10 tuổi. Còn thông thường thì thể loại nhạc mà yêu thích nhiều thì đa số là nhạc đỏ và nhạc trữ tình lãng mạn. Yêu thích nhạc đỏ, nhưng bài hát thiếu nhi lại được lựa chọn để gia đình biểu diễn cho sứ giả xem. Vậy thử thách đối với gia đình là gì? Tôi thích. Một bài nhạc với tiết tấu khá nhanh có vẻ là một khó khăn đáng kể đây, nhưng gia đình vẫn quyết tâm và hào hứng vô cùng. Như thường lệ, gia đình sẽ nhận được từ ban tổ chức một chiếc máy quay video camera để ghi lại toàn bộ tiến trình luyện tập của gia đình mình trong vòng 7 ngày và gửi lại cho chương trình. Và bây giờ trước mắt gia đình là 7 ngày cùng nhau luyện tập và những trải nghiệm đặc biệt sắp xảy ra. Gia đình chị Lan Anh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào cả nhà. Có lẽ lần đầu tiên bác lên sân khấu đúng không ạ? Bác cảm giác thế nào? Bác cáo với anh là tôi rất là hồi hộp ạ. Lần đầu tiên lên sân khấu rất run ạ. Khi mà gia đình nhận thử thách của chương trình đó, dạ, bác có dám đi thi hay không, hay là thấy thử thách rồi lo? Là cũng muốn đi thi vì các con các cháu động viên cụ sống chẳng được là bao, mời cụ lên sân khấu cho nó vui. Xin chào anh. Anh là đại diện gia đình đúng không ạ? Dạ. Anh tên là gì? Tôi tên là Trần Văn Hiển. Anh đang làm nghề gì? Tôi đang làm ngành điện. Ngành điện, có khi nào anh vừa làm điện vừa hát không? Không đâu, làm đó vừa làm điện mà vừa hát là rất nguy hiểm. Tại vì ngành điện là trong công tác rất nghiêm ngặt. Không biết là thợ điện với ca nhạc cái nào khó hơn? Cả hai luôn, mà âm nhạc khó hơn. Còn cái ngành điện thì luyện tập thì học ở trong trường ra làm được, còn này luyện khó quá. Có một thành viên dí trong kia. Con thấy bài hát của chương trình đưa ra có khó lắm không? Dạ không. Không khó hả? Em là thành viên cho gia đình đúng không ạ? Dạ. Em bây giờ nếu cho điểm thì em sẽ cho gia đình bao nhiêu điểm? Cái này theo em thôi thì đủ để biểu diễn. Đủ để biểu diễn? Dạ. Tức là chưa tự tin lắm. Chúng ta phải tự tin lên chứ. Dạ. Biểu diễn chưa đủ mà phải hơn nữa. Xin chúc cho gia đình được gặt hái được nhiều thành công trong vòng thi tuần này. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai. Xin mời quý vị xem video clip. Và bây giờ chuyến xe màu xanh đang lăn bánh tới Bình Dương. Và sứ giả của chúng ta là... Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Gia đình Tài Tử. Hiện nay thì Đại Nghĩa đang có mặt ở phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một để đến với gia đình của anh Đoàn Minh Chương. Được biết rằng gia đình của anh Chương là một gia đình cũng rất say mê văn nghệ và có những nhân tố rất là tích cực trong cái phong trào hoạt động văn nghệ ở đây. Vậy thì hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gia đình thật là vui nhộn, thật là dễ thương, và bên cạnh đó sẽ cùng được xem một cái tiết mục hấp dẫn của gia đình anh Chương nha. Bây giờ thì mời tất cả quý vị khán giả theo chương Đại Nghĩa gặp gỡ với gia đình của anh Chương. Anh Đoàn Minh Trường, 41 tuổi, sẽ tham gia cùng với những người thân như vợ là chị Lê Song Hà, 30 tuổi, con trai là Đoàn Minh Thiên Phú, 5 tuổi, em gái anh Trương là chị Đoàn Phạm Anh Thi, 30 tuổi, em rể là Nguyễn Tấn Hải, 35 tuổi, các cháu là Nguyễn Nhật Quỳnh, 5 tuổi, Nguyễn Nhật Khang, 4 tuổi, ngoài ra còn có bố mẹ vợ là ông Lê Xuân Xanh, 74 tuổi, và bà Đặng Thị Hương Thơm, 64 tuổi. Bố là con. Đây là một nhân tố tích cực của gia đình đây. Bố là con, em cứ,
Chúng ta có một cái chàng trai nhỏ như thế này mà rất là có máu văn nghệ. Như vậy biết đâu lần này trong cái tiết mục này, cậu nhỏ này sẽ là cái đinh của tiết mục nhà mình á. Thử thách dành cho gia đình là gì đây? Con ve, đúng rồi. Và cái bài hát này của chúng ta có liên quan tới cái con ve này. Vậy chứ bây giờ không biết cả nhà mình có thể đoán được đây là bài hát gì không ạ? Hát ve. Chú ve con. Chú ve con. Hát với chú ve con. Đó là bài hát với chú ve con. Và đó là một câu trả lời chính xác. Một thùng mây trắng bỗng nghe tiếng hát em. Mây lang thang hoài để bầu trời thêm vàng. Một hôm còn nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bâng khuâng hoài tựa chưa muốn quen. Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang trong tình yêu những tiếng ca buồn, để chú về bé con. Gia đình cũng nhận được một chiếc máy quay video camera để ghi lại toàn bộ tiến trình luyện tập trong vòng 7 ngày để gửi lại cho chương trình. Đến lúc phải chia tay với sứ giả. Và bây giờ trước mắt gia đình là 7 ngày cùng nhau luyện tập và những trải nghiệm đặc biệt sắp xảy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình thứ hai, đến từ Bình Dương. Xin chào cả nhà. À, quý vị thân mến, tại sao chúng ta thấy có nhiều ở Bình Dương và ở Đồng Nai? Bởi vì chương trình Gia đình Tài Tử đã đi khắp mọi nẻo đường đất nước để tuyển sinh. Nhưng mà có những gia đình chưa hợp với chúng tôi, cũng như là chưa đạt được điều kiện. Thành ra là gia đình đến từ Bình Dương hình như là rất là nhiều, đúng không ạ? Phải nói gia đình những gia đình đến từ Bình Dương là những gia đình yêu ca nhạc. Bây giờ chú Quỳnh Linh hỏi con nè, con nhìn ban giám khảo con sợ ai nhất? Không sợ ai hết. Đúng rồi, mình đâu có gì đâu sợ, mình đi thi mà, đúng không? Hôm nay con thi con sẽ hát bài gì? Con hát bài hát với chú ve con. Con có thuộc bài hát của chú ve con không? Có. Con có rung không? Không luôn. Không rung luôn. Thấy chưa? Nhỏ không có rung, có người lớn rung thôi. Anh đang làm nghề gì? Nhạc công. Nhạc công. Dù sao đó cũng là cái thuận lợi của cả gia đình chúng ta. Và hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ thành công và đến với vòng thi tháng của chúng tôi. Xin chúc mừng gia đình một lần nữa. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng hai gia đình người nào cũng muốn thi sao hết. Vì vậy thành ra là chúng ta sẽ rút thăm xem gia đình nào thi trước. Số 1 thi trước, số 2 thi sau. Nhưng trước khi thi thì xin mời gia đình một lần nữa chúng ta ngắm nhìn lại những sản phẩm. Và bây giờ thì xin mời hai gia đình chúng ta sẽ cử người đại diện để rút thăm. Xin mời, sẽ có hai quả trứng. Số 1 là thi thứ nhất, trứng nào cũng còn sống hết, chưa có luộc. Rồi xin mời bạn mở ra. Rút số 1. Và gia đình đến từ Bình Dương sẽ là gia đình thi trước. Và gia đình đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thi thứ hai. Xin mời tất cả vào chuẩn bị. Quý vị thân mến, phải nói là hai gia đình đã sẵn sàng tâm lý để bước vào cuộc thi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ xem sự tập luyện của gia đình đến từ Bình Dương. Hãy xem thành viên tích cực nhất của gia đình luyện tập nhé. Thức sớm. Bây giờ là 6:30 sáng. Con đang tập bài thì con sẽ cố gắng. Cố lên, cố lên. Lại là xô nha. Hai lên. Lắc lên, mạnh lên. Đó, đúng rồi. Rồi, tay qua trái. Tập luyện và sáng tạo. Đây, từ từ là mình còn khen đứng khen trong con đứng giữ con làm. Là con nghĩ ra làm như vậy phải không? Con nghĩ có câu kế làm vậy hả? Còn người lớn thì làm sao? Người lớn đứng đó. Người lớn đứng đó là đứng đằng sau con đó hả? Dạ. Vì con nghĩ là ba kế chỉ có ba đứa nhỏ con thôi trước phải không? Dạ. Thì còn ba mẹ này với các ông bà với các cô chú đứng sau hả? Dạ. Trái. Lại một lần nữa để rồi đi học đúng không? Dù là người lớn tuổi nhất hay nhỏ tuổi nhất thì tất cả cũng không kém nhiệt tình đây.
Đạo cụ được làm tỉ mỉ như thế này thì quả là một điểm cộng cho bài biểu diễn rồi. Nhưng có vẻ sự kết hợp của tất cả mọi người gặp phải khó khăn rồi đây. Con nít thì như thế, và người lớn cũng chưa thuộc bài. Yêu người và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha. Đó em. Tông tông con son nè. Và làm chung luôn, Phú làm cái đó luôn. Phú làm. Bài hát này nếu mà nói về cái thế hệ thì cái bài hát nó trẻ, cho nên là đọc nó gọi là nó mình cho nó nhanh nhạy thì nó hơi khó một tí. Con khó nhất là cái phần. Liệu gia đình của anh Minh Trường sẽ vượt qua được thử thách của chương trình? Hãy cùng chờ xem. Em mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng, để bầu trời thêm vắng. Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bừng bừng ngoài ngỡ chưa muốn quên, ngỡ chưa muốn quên. Hoa chúc về nhỏ để dành lời ca hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Hoa chúc về nhỏ người đừng hết cả, người đừng hết cả. Hát em mây lang thang hoài để bầu trời thêm vắng. Một hôm có nắng bỗng nhớ tiếng hát em, nắng bừng bừng hoài ngỡ chưa muốn quên, ngỡ chưa muốn quên. Đừng mang cho lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Này chú về bé con, đời cho ta lời ca. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Thôi chiều về nhỏ, ngày đêm hát ca. Ngày đêm hát ca. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em. Thôi chiều về nhỏ, thôi
với chú bé nhỏ mà ấn tượng nhất đó là con. Phải nói là không có ai trên sân khấu này, chỉ có mình con thôi. Rất tự tin đúng không con? À, xin mời ban giám khảo nhận xét. Tôi rất ngạc nhiên, có hai người đàn, ba người đàn ông không thể hát một câu nào. Hai giọng nữ đó thì lại hát không đúng giọng của mình. Có lẽ mọi người chú ý là chú ý đến ba cháu này nhiều hơn. Mà cái cháu bé ở giữa là cái cháu bé có duyên nhất. Rất tiếc là có lẽ là vội vàng quá cho nên là các người đàn ông không hát. Cái chất rốc này để cho phụ nữ hát thì không thể. Mà tôi cũng rất lạ là nếu mà mặc áo lưới tôm thì người ta thường thường là để áo trong mà, kín vào trong. Thì đây chơi kiểu rốc cho nên cho áo ra ngoài, cũng là cái ý hay. Gia đình mình mang luôn cả cái sắc xô lên như thế nữa thì thực sự là rất là hay. Bởi vì hiếm có những gia đình nào mà có thể chơi được một nhạc cụ một dạng chuyên nghiệp mà thổi được như thế. Các bé thì lại diễn rất là sinh động và rất là máu lửa. Nhưng riêng về cái phần hát thì gia đình tài tử có nghĩa là từ lớn đến bé đều phải thể hiện được cái máu văn nghệ trong người mình. Thì ở đây Nam Khánh chỉ thấy được là có mỗi hai giọng nữ thể hiện thôi và ba bạn diễn viên nhí ở dưới thể hiện. Còn những cái thành viên khác trong gia đình phía sau mình thì thực sự chưa thể hiện được gì nhiều hết. Thì Nam Khánh cảm thấy rằng rất là tiếc về điều này. Nếu như cả gia đình mình thể hiện được cái điều đó một cách nó nhiều hơn nữa thì Nam Khánh nghĩ rằng cái điểm số chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Anh Tuyết chỉ thêm bổ sung thêm một chút xíu, tức là khi gia đình ra thì anh Tuyết thấy ngay đó là một gia đình nghệ sĩ. Gia đình chọn tông cho mình cho nó đúng hơn thì bài hát sẽ có kết quả hơn. Chúng ta bước vào bên trong để xem biểu diễn của gia đình thứ hai. Một không khí luyện tập thật hào hứng, dù đôi lúc cũng không hiểu là mọi người đang tập cái gì nữa. Cười cho ta để tin vào cuộc sống, ta quên sầu đi, đừng lo cho nhà chi. Cả lên bạn ơi cùng tôi ha 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 ha. Oh yeah. Chạy kêu. Cái viên chiên nè, tôi thích chạy sữa Tân Châu nè. Còn nói dồn dập vô. Ngửa. Tắm mưa nè. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát. Đó đúng rồi. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát. Mà là ngay đập xuống. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát. Giật lên rồi. Hát càng sớm. Có vẻ phấn khích quá nhỉ? Nói chuyện khó nữa chứ đừng nói hát. Thì thầy giáo này thì lại khó tính quá. Thì cái hành trang nó không có ở ra là sao mà hát. Nhanh lên xíu nữa. Hài vô. Tôi thích ngàn mãi cho anh bàn hiền. Vì anh thường khách tôi hát thấy đẹp. Kem Hạ Hòa đây. 5 phút đi, ăn kem đi. Bánh mì kem. Bánh mì kem cho 3-4 hộ nha. Qua đi rồi. Tập luyện nghiêm túc và hăng say quá. Lúc mà 1, 2, 3, 4, 5. Đúng rồi, chạy lên. Chạy lên, chạy sát lên. Sát lên chơi luôn. Đó, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thậm chí còn dám ra công viên để tập nữa. Hy vọng gia đình chị Lan Anh sẽ thành công. Hãy cùng đón xem ngay bây giờ. Tôi thích
tôi thích thiết kế. Mẹ ơi, con thích nói giỡn cho bao người cười và ăn những món ăn mà con thích ghê. Con thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Con thích xuống phố dòng chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang từ khúc kích ghê. Con thích hát mãi cho cô bạn này vì cô thường nghe con hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, mỉm cười cho ta niềm tin và cuộc sống. Ta quên sầu đi, đừng lo cho ra đi, ca lên bạn ơi cùng tôi hát. Tôi thích nói giọng cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay. Xuống phố dòng chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang tôi cũng thích ghê. Tôi thích hát mãi cho anh bạn này vì anh thường nghe tôi hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, cười cho ta ta quên sầu đi, đừng lo cho ra đi, ca lên bạn ơi cùng tôi hát. Dũng có thích gì Dũng? Thích tắm thôi. Chúng ta đang cá viên chiên nè, ôi chú thích quá đi thôi. Ừ, nắng nắng mưa mưa hai mùa sẽ gì rên run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng từ hàng từ trái tim tôi. Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào ngày còn bé thơ mẹ hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn nghe vì anh thường nghe tôi hát hay ghê. Đời năm đâu mà không hát cười cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta quên sầu đi, đừng có thể ra đi, ta lên bàn ơi cùng tôi hát. Ôi tôi thích quá đi thôi. Phải nói là Bùi Linh choáng ngợp trước cái hạnh phúc của một gia đình như thế này. Cả gia đình cháu cố cùng với bà cố cùng với các thành viên gia đình hát như vậy thì quá là tuyệt vời. Đây là một gia đình có giọng hát rất tốt. Tôi nghe từng giọng tôi đều thấy hết cả. À, nghệ sĩ nhân dân Tần Hiếu thấy bà cố hát thế nào? Bà cố cũng nghe cũng có nhiều cái giọng cơ mà, bà cố cũng có giọng. Bà cố hơi trẻ quá. Một gia đình hát như này là hiếm đấy, bởi vì là tất cả mọi người đều hát được cả và thấy cả một cái khí thế. Cái máu của rock nó nhập vào từng người một. Theo tôi thì tôi thấy một cái sáng tạo của gia đình đưa vào bài hát, mỗi thành viên gần như solo hết và cả tất cả gia đình mọi người đều đưa đến cho khán giả biết về cái giọng hát của mình. Có một điều rất là hay, tức là những cái áo khoác đó. Áo khoác này là do mẹ may đúng không ạ? Chị may phía sau lưng có trái tim. Trái tim cái tôi thích đúng không? À, trái tim, hai ba trái tim luôn. Ý nghĩa như thế nào? Cái chương trình này thì tôi thích là tất cả cùng tham gia và cùng một cái yêu ca hát và thể hiện lên một cái tinh thần đoàn kết gia đình. Xin mời ca sĩ Nam Khánh. Vâng. Những cái chi tiết nhỏ ví dụ như là về hát chẳng hạn thì Nam Khánh thấy rằng có những chỗ gia đình mình có vẻ như cái bài này hơi khó đúng không ạ? Hơi khó đối với gia đình mình, đâm ra là về nhạc tiết tất cả mọi thứ mình vào nó chưa được đúng khớp với nhau lắm, rồi hát thì có vẻ chưa tự tin. Thực sự là Nam Khánh chưa thấy được sự tự tin. Bây giờ thì xin mời gia đình trở về vị trí và mời gia đình đến từ Bình Dương chúng ta bước ra để chuẩn bị cái công bố của ban giám khảo. Có lẽ rằng hai gia đình giờ đây cũng đang rất là hồi hộp chờ công bố kết quả của ban giám khảo. Xin mời đại diện hai gia đình chúng ta sẽ bước lên đây để cùng nhau có một cuộc giao lưu ngắn với nhau.
và rất là phục gia đình anh chị. Có tinh thần gia đình rất là tốt, mà lên nghe gia đình nói là sáng thức 5 giờ sáng về trang điểm rồi đồ đạc rồi em bé giờ lên sân khấu mà mắt nhắm mắt mở buồn ngủ quá mệt. Nên là nói chung là thể hiện cái tinh thần rất là tốt. Chúng tôi rất là mừng vì là có thêm một người bạn. Ví dụ như trong cái cuộc thi này có thắng hay là có thua thì chúng tôi cũng rất là vui mừng vì có thêm một gia đình là bạn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giờ phút hết sức là quan trọng với hai gia đình. Thang điểm ca hát của đội đến từ Bình Dương. Xin mời cả ban giám khảo. 1, 2, 3, bắt đầu. 8, 8, 8, xin chúc mừng. Và thang điểm ca hát của đội đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời. 1, 2, 3, bắt đầu. 9, 9, 9. Không biết điểm bên nào sẽ cao hơn. Xin mời. Đầu tiên là đội đến từ Bình Dương. Xin mời nghệ sĩ ưu tú anh Tuyết. Số điểm 9 điểm. Xin mời Nam Khánh. 9 điểm. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. 9 luôn. Rất là đẹp. Một số điểm mà nói là tuyệt vời. Bên này 27 rồi. Để xem tiếp tục bao nhiêu nhé. Xin mời ca sĩ Nam Khánh. 9 điểm. Nghệ sĩ ưu tú anh Tuyết. 9 điểm. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu. 9 điểm. Xin chúc mừng. Như vậy là gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số điểm là 54 điểm. Đây xin tặng con heo đất 1 triệu đồng này. Còn đây là kỷ niệm chương chương trình xin gửi tặng cho bác. Đó là món quà của chương trình dành cho cả mọi người. Và xin chúc gia đình thật nhiều sức khỏe. Đây là chiếc vé bước vào thi tháng xin gửi tặng gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa trải qua phần biểu diễn của hai gia đình, một gia đình đến từ Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là gia đình đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào cuộc thi tháng, và cuộc thi tháng này sẽ có một gia đình chạm đến giải thưởng 100 triệu đồng. Còn bây giờ thì chương trình xin chào tạm biệt và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.